sâu vùng xa. Trong các chuyến đi của mình, các bạn sinh viên tình nguyện không chỉ giúp đỡ bà con bằng những việc làm cụ thể, mà hơn thế các bạn đã để lại những ấn tượng sâu sắc về một thế hệ thanh niên tươi trẻ luôn mong muốn cống hiến cho sự phát triển chung của cộng đồng. Vì nền độc lập tự do của dân tộc, lớp lớp cha anh đã làm nên những chiến dịch lịch sử vang danh Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc. Và ngày hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước, thế hệ trẻ đang tiếp tục mở ra những chiến dịch mới với hành trang không phải là súng ống đạn dược, mà là tri thức, sức sáng tạo và bầu nhiệt huyết sục sôi của những người trẻ tuổi thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đó là những chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch của những trái tim tình nguyện. Phát huy kết quả tốt đẹp của những năm trước, chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện 2005 đã có những bước tiến mới, phát triển ngày càng sâu rộng và đồng bộ. Giữ vai trò nòng cốt trong phong trào tình nguyện phải nhắc đến lực lượng học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Với thế mạnh là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo, có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực. Đoàn thanh niên và hội sinh viên của các trường đại học cao đẳng đã tổ chức thành công những hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa thiết thực. Hoạt động tình nguyện năm 2005 của sinh viên trường Đại học Khoa học Sư Nhân Văn được triển khai trên một số những lĩnh vực. Hướng thứ nhất mà chúng tôi đang triển khai đó là đã thành lập được 18 đội hình tình nguyện về 9 tỉnh thành phố với cái mục tiêu đó là hoạt động tình nguyện phát triển cộng đồng. Hướng hoạt động thứ hai mà chúng tôi cũng đang triển khai đó là hoạt động tiếp sức mùa thi, nhưng hoạt động kỷ niệm 95 năm Thăng Long Hà Nội. Cái mảng thứ ba chính là cái mảng hoạt động mà hiện nay chúng tôi cũng đang quan tâm và đẩy mạnh, đó là hoạt động do chính sinh viên tự về những vùng quê của mình hoạt động trong thời gian nghỉ hè. Được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam, lực lượng sinh viên tình nguyện đã làm tốt công tác hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Họ luôn có mặt trên mọi địa bàn, từ bến xe, nhà ga, giữ an toàn giao thông trên các tuyến đường, hỗ trợ tại các địa điểm thi. Bóng dáng những chiếc áo xanh tình nguyện là một hình ảnh thật đẹp, làm dịu đi cái nắng nóng ngột ngạt của mùa hè và sự căng thẳng của kỳ thi. Họ hiểu rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ chính trị bằng tất cả tinh thần tình nguyện, bằng sự cảm thông, chia sẻ với nỗi lo lắng và niềm hy vọng của những người bạn, người em, của gia đình và xã hội. Sôi nổi và dồn dập, một lực lượng đông đảo sinh viên tỏa về các miền quê tình nguyện tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, coi đây là một cuộc hành trình tìm hiểu thực tế cuộc sống để rèn luyện và cống hiến. Từ những miền quê nghèo đến vùng núi cao Hà Giang, Yên Bái, vượt biển ra hải đảo xa xôi, bất cứ nơi đâu cũng có dấu chân của những đoàn sinh viên tình nguyện. Trong điều kiện thời gian ít ỏi, kinh phí không phải là thế mạnh, hoạt động của các đoàn sinh viên tình nguyện luôn phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động đưa ra những mô hình phù hợp gắn với kiến thức chuyên môn để đem lại hiệu quả thiết thực nhất. Nhìn những ánh mắt to tròn háo hức của các em nhỏ tham gia vào các lớp ôn tập văn hóa hè, ta thấy rằng điều quan trọng nhất không phải là các em học được những gì, mà là chính từ những lớp học này đã khơi dậy trong các em sự ham học hỏi, biết cố gắng rèn luyện và biết ước mơ. Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sinh hoạt với bà con địa phương, sinh viên tình nguyện càng hiểu rằng đất nước ta còn nhiều khó khăn, người dân vẫn còn thiếu thốn vất vả. Và chỉ khi tri thức được mở ra, sản xuất được cải tiến, thì đời sống người dân mới thực sự đi lên. Từ những lớp học, buổi khám chữa bệnh, phát thanh tuyên truyền dân số, bảo vệ môi trường, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hình ảnh của đội sinh viên tình nguyện đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và tác động không nhỏ tới ý thức của người dân địa phương cùng chung tay xây dựng một nếp sống văn hóa mới. Đúng là tình nguyện, đúng tình nguyện đấy. Từ cái phong cách nào là từ ăn nói này, đi đứng này, cử chỉ này, công việc làm. Mưa như thế mà lao động phải nói là rất tốt. Và nhất là đến với các hộ là gia đình chính sách. Phải nói là cái tinh thần của bà con rất khâm phục. Làm cho thanh niên là của xã Cao Chí, nói là có thể hiện thấy được là cái tinh thần trách nhiệm và được cái học tập. Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện 2005 cũng thực sự đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào tình nguyện trong hoạt động đoàn thanh niên ở địa phương. Tỉnh đoàn Yên Bái là một ví dụ, là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế,
dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống trên địa hình hiểm trở phức tạp. Đoàn thanh niên xác định rõ vai trò của thế hệ trẻ trong công tác xây dựng cơ sở vật chất miền núi và cải thiện đời sống người dân. Đoàn viên thanh niên tại các thôn bản tập trung giúp đỡ bà con phá cây chè cũ, đưa giống chè mới vào trồng và cho năng suất chất lượng cao, tiến tới xóa đói giảm nghèo. Các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đã đóng góp vật liệu, ngày công cùng các cấp các ngành và nhân dân xóa gần 400 ngôi nhà rột nát cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, xây nhà văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. Với mục tiêu rộng khắp hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn, tỉnh đoàn Yên Bái tập trung tăng cường chất lượng hoạt động của mô hình đội thanh niên tình nguyện, ứng trực và sinh viên học sinh tình nguyện. Những thôn bản mang tên Bản Thanh niên Văn hóa được thành lập thể hiện lòng tin của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân đối với thanh niên, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với thế hệ trẻ nơi đây. Hôm nay được ra mắt Bản Thanh niên Văn hóa ở tại thôn bản, chúng tôi rất vui và tự hào sẽ thực hiện đúng theo quy ước mà Bản Thanh niên Văn hóa đã đề ra và sống nét sống văn hóa là trong việc cưới xin và tăng lễ và đúng theo thời gian quy định. Và chúng tôi sẽ luôn phát huy cái tính xung kích, tình nguyện và đưa cái phong trào ngày một lên cao và giữ vững được cái nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình, phấn đấu để học hỏi, tiến lên để áp dụng những khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo. Khó có thể kể hết được những hoạt động sôi nổi diễn ra trong suốt chiến dịch mùa hè tình nguyện. Bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, không ngừng phấn đấu, rèn luyện tri thức và bản lĩnh, xứng đáng với vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình khoa học giáo dục xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và góp ý cho chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.